Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Cổ Đại. Các bạn biết không, kể từ khi nhân loại chậm lại và nhìn ngược về quá khứ của chính mình, chúng ta đã nhận ra rằng, hóa ra chủng loài của chúng ta đã từng là những con động vật như bao loài khác. Vì vậy, trong chính cách gọi, con người đã được định nghĩa thành hai phần, gồm phần con và phần người. Chính phần người đã kìm hãm phần con hoang dã để chúng ta thoát khỏi kiếp động vật. Thế nhưng, phần con chỉ có thể bị kìm hãm, chứ không bao giờ biến mất. Bởi đó là bản chất, mà đã là bản chất thì không thể thay đổi. Sống trong xã hội này, chúng ta không bao giờ muốn mất đi nhân tính của mình. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu chúng ta mắc phải một căn bệnh khiến cho toàn bộ nhân tính đó mất đi để rồi trở về với bản ngã của một con vật? Hãy cùng Thế Giới Cổ Đại giải mã bí ẩn này trong video ngày hôm nay. Lịch sử phát triển của nhân loại gần như song hành với sự phát triển của loài chó. Anh bạn này đã đồng hành với chúng ta từ cách đây khoảng 33.000 cho tới 40.000 năm trước công nguyên. Loài chó đáng yêu này luôn ở đó trong mọi sự phát triển xã hội của loài người. Tuy nhiên, anh ta cũng ở đó trong lúc một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm phát tán và hủy diệt một phần của nhân loại. Bệnh dại được ghi chép lại từ một trong những căn bệnh cổ đại nhất xuất hiện từ thời Nguyên Thủy và còn tồn tại cho tới ngày nay. Minh chứng cho điều đó đến từ hai phiến đá cổ nói về luật pháp của thời Lưỡng Hà, được phát hiện tại Tell Abu Hama tại Iraq. Thành phố này đã tồn tại vào thời Isin Rara năm 1950 cho tới năm 1850 trước công nguyên. Nó được ra đời vào năm 1770 trước công nguyên và nó ghi rằng nếu một con chó của ai đó đang bị dại mà người chủ không nhốt lại để nó đi cắn người gây thiệt hại mạng thì sẽ phải nộp phạt với cái giá bằng 40 sikel. Ở thời đại này, đây là một cái giá khá là chát, bởi giá trị của cả một con thuyền lúc đó cũng chỉ có giá là 2 đồng sikel. Chính phát hiện này cũng cho thấy, từ thời xa xưa, con người đã ý thức về mối liên hệ giữa bệnh dại và vết cắn của con chó đang nhiễm bệnh. Thế nhưng, nhiều đó thôi vẫn chưa đủ để chống lại con quái vật mang hình thù nhỏ bé này. Vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, nô lệ bị bắt làm đấu sĩ trong các võ đài La Mã để đánh nhau với những con chó dại, mua vui cho các nhà cầm quyền tại nơi đây. Vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, học giả Aristotle đã phát hiện ra rằng chết chỉ là giai đoạn cuối cùng của căn bệnh. Trước đó là cả một quá trình đau đớn với cơn điên và những biểu hiện hung hãn nhất của nhân vật. Vậy nên, loài virus của bệnh dại cũng được đặt tên theo một tính từ chỉ sự hùng bạo, hoang dã trong tiếng Hy Lạp cổ là Lysa. Ở thế kỷ thứ nhất, học giả người Roman có tên là Celsus đã phán đoán đúng rằng bệnh dại được truyền qua nước dãi của động vật bị nhiễm và cụ thể là chó. Một vài ghi chép cổ cũng chỉ ra rằng họ biết được sau khi phát bệnh thì chắc chắn nạn nhân sẽ chết. Vì thế, con người bắt đầu hạn chế để bản thân mình không bị cắn bởi những người bạn trung thành của mình. Đối với những bệnh nhân vô tình bị cắn, một trong những cách chữa bệnh được ghi chép lại đó là lấy cây sắt đang đun nóng làm bỏng phần bị cắn để tiệt trùng. Chính học giả Celsus cũng đã phát minh ra một cách chữa trị khá là thú vị, đó là dìm bệnh nhân xuống nước. Tất nhiên không phải là dìm chết, nhưng mà chúng ta cũng thừa hiểu đây không phải là những cách chữa trị hiệu quả. Người bệnh sau khi được chữa trị kiểu như vậy vẫn phải hứng chịu cái chết trong đau đớn. Sự chết chóc của căn bệnh này đi kèm với sự yếu kém về mặt y khoa của người cổ đại. Tuy nhiên, đến thời Trung Cổ, bỗng dưng bệnh dại trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi của giới y khoa. Sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, cách được các bác sĩ lựa chọn để chữa trị vào thời điểm đó chính là phương pháp Hair of the Dog, tạm dịch là tóc của chó. Cụ thể sau khi bị cắn thì người ta phải bắt con chó lại rồi mang lên bệnh viện. Sau đó, các bác sĩ sẽ lấy lông của nó pha với nước cho bệnh nhân uống. Cách chữa trị này không những không chữa được bệnh mà đã khiến cho vô số người bệnh thời điểm này nhiễm những căn bệnh khác hoặc là họ cũng chẳng đủ may mắn để sống nổi đến lúc mắc bệnh thứ hai. Sau này, vào thế kỷ thứ 9, thành phố Lecce của nước Bỉ đã trở thành trung tâm chữa bệnh dại hàng đầu thế giới. Tại sao lại như vậy? Để lý giải cho việc này, thì việc chữa trị bằng khoa học thời xưa còn hạn chế, không hiệu quả. Do vậy, khi dịch bệnh vẫn chưa được chữa trị bằng y học, thì tín ngưỡng sẽ lên ngôi. Vì thế, mọi người đổ dồn về Bỉ, nơi đang sở hữu khúc xương của thánh Herbert, người bảo hộ của thợ săn. Thời điểm này, săn bắn vẫn là một nghề được ưa chuộng. Thế nên, sự lây lan của bệnh dại là điều tất yếu ở khu vực này.
Do đó, để lo cho những người bạn thân của mình trong những buổi đi săn, những người thợ săn sẽ mang chú chó của mình đến để phòng bệnh. Các chú chó sẽ bị thiêu một phần da của mình bằng gậy thánh Peter được nung nóng. Đối với người bệnh đến đây chữa trị và khám bệnh, thì họ sẽ được rạch một đường trên trán, được gọi là dấu ấn của thánh Herbert, rồi sau đó họ sẽ được nghe kinh thánh và phải nhịn ăn. Tuy nhiên, là cách chữa trị như thế này chỉ có một kết quả duy nhất, và chúng ta cũng thừa biết đó là cách để cái chết đến nhanh hơn. Tuy nhiên, cách được áp dụng nhiều hơn cả đó là người bệnh sẽ bị bỏ ở giữa đường cho đến chết hoặc bị bắn bỏ trong quá trình đang phát bệnh. Điều tệ hơn đó là cái xác này sẽ không được dọn dẹp mà sẽ trở thành bữa ăn thịnh soạn cho những động vật quanh đó, khiến cho dịch bệnh tiếp tục lây lan trong tự nhiên. Trong một số cách chữa bệnh thì cách sáng tạo nhất, hay nói đúng hơn đó là cách tối tạo trong thời điểm này, là cắt lưỡi chó trước khi bị bệnh rồi để chúng dưới đế giày. Tuy nhiên, việc để lưỡi chó dưới đáy giày cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tại Iraq, có một số nơi còn chữa bệnh này bằng cách bắt người bệnh ăn gan chó bị dại sau khi đã nướng. Họ gọi đây là lấy độc trị độc. Nhưng sự sáng tạo của con người chưa dừng lại ở đó. Với sức mạnh tàn phá khủng khiếp của nước bọt động vật bị dại, thì nó là nguyên liệu lý tưởng để làm vũ khí hóa học trong chiến tranh. Vào năm 1650, đã có những vị tướng đổ nước dãi của động vật dính bệnh dại và các viên đạn để có thể đem đi bắn nhau. Nhưng bởi vì không có một ghi chép cụ thể nào về việc hiệu quả của phương pháp này, thế nên chúng ta không thể nào đưa ra kết luận. Thời điểm này, phần lớn người bệnh đều đã bị lây nhiễm từ các động vật có vú thông thường. Tuy nhiên, đến năm 1511, trong chuyến đi thứ 5 của mình, Columbus đã phát hiện ra nguồn bệnh mới của bệnh dại xuất phát từ loài rời. Sau 3 thập kỷ kể từ khi phát hiện ra nguồn lây này, thì căn bệnh này đã bắt đầu lan sang châu Âu và châu Mỹ. Vậy nên từ đây, các nhà văn học đã bắt đầu có những nguồn cảm hứng mới để có thể viết ra những nhân vật như kiểu ma cà rồng hay người sói với những căn bệnh sinh ra từ những vết cắn. Trong thế kỷ thứ 18, lúc này giao thương giữa châu Âu và châu Mỹ đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nhờ đó có vô số giống chó đã được nhập từ châu Âu về đây để phục vụ cho thị trường mới nổi. Vì chính sách kiểm soát sức khỏe động vật còn yếu kém, vậy nên nó đã tạo tiền đề cho một đợt dịch bùng phát chó dại tại Mỹ. Do vậy, toàn bộ chó ở châu Mỹ đã nhanh chóng bị nhiễm dại và hung hãn đi cắn người ở tất cả mọi nơi. Nhờ sự kiện bùng dịch dại này, một tiến sĩ người Đức đã phát hiện ra việc chó bình thường hoàn toàn có thể bị nhiễm bởi một con chó dại khác. Vào thế kỷ thứ 19, có một cách chữa bệnh khá là phổ biến, đó là Medstone, hay còn gọi là viên đá điên. Cách chữa bệnh này bao gồm, người bệnh sẽ nốt một viên đá vào cơ thể, để viên đá đi đến đâu, thanh lọc đến đấy, và sau đó để chất độc ra khỏi cơ thể. Với hiểu biết ở thời xa xưa, phương pháp này nhanh chóng trở nên phổ biến, được sử dụng bởi rất nhiều bác sĩ khác nhau, thậm chí cả cảnh sát cũng sử dụng nó. Để việc sử dụng viên đá này hiệu quả hơn, chúng thường sẽ được nung nóng lên và nhúng qua sữa rồi mới đưa cho người bệnh nuốt. Đối với một vài thành phố thì viên đá này còn là một bảo vật để chống bệnh dại trong thời gian dài. Mặc dù vậy, bệnh dại vẫn tiếp tục hoành hành trong các thập kỷ tiếp theo, khiến cho cả thế giới phải đảo điên. Vậy thì tại sao căn bệnh này lại nguy hiểm đến như vậy? Nó đã làm gì với cơ thể của chúng ta? Nỗi sợ mà con người dành cho bệnh dại đã được thể hiện thông qua rất nhiều năm, rất nhiều thế kỷ trong lịch sử của loài người. Cụ thể nhất là qua các bức điêu khắc và các bức vẽ thể hiện sự sợ hãi của con người đối với loài chó. Khi virus bệnh dại thâm nhập, nó không chỉ phá hủy cơ thể chúng ta mà còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng tới tâm trí. Vậy, làm thế nào mà căn bệnh quái ác này có thể đi từ vết cho cắn tới sự thay đổi hành vi và cuối cùng là một cái chết đau đớn? Virus dại thuộc họ Richard virus, trong đó Richard có nghĩa là cơn thịnh nộ. Khả năng của chúng rõ ràng được biểu lộ qua cái tên này rồi. Loại virus này lây nhiễm qua nước bọt. Vì vậy, cách lây lan phổ biến nhất vẫn là vết cắn của động vật, thường là loài chó, rơi, chồn hôi hoặc cáo. Đã có một số trường hợp hiếm gặp lây lan qua đường hiến tạng hoặc các trường hợp lây nhiễm do tai nạn trong phòng thí nghiệm. Nhưng phần lớn nguyên nhân vẫn là do vết cắn của động vật. Một khi nhiễm dại, khả năng sống sót gần như bằng không, vì virus sẽ tấn công trực tiếp vào tổ thần kinh ở não, đưa người bệnh tới một cái chết từ từ và đau đớn. Không giống với bệnh sát hay cúm gà, virus dại luôn luôn ưu tiên tấn công vào mô hoặc tế bào thần kinh. Tất cả những gì nó cần làm, đó là xâm nhập thông qua một vết cắn, rồi chúng tự tìm tới hệ thần kinh trong khắp cơ bắp để đi thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Đến đây, chúng ta cần phải đặt câu hỏi, miễn dịch thần kỳ của chúng ta đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải nhiệm vụ của nó là phát hiện những kẻ xâm nhập và sau đó là tiêu diệt chúng hay sao?
Vấn đề ở đây là hệ miễn dịch phải tìm được kẻ xâm nhập. Trong khi đó, virus dại lại là một trong những kẻ gian xảo nhất. Nó có khả năng lẩn trốn khỏi hệ miễn dịch của chúng ta. Trong thời gian bắt đầu khi khai hoang vùng đất mới, chúng cần lực giảm tốc độ sinh sôi xuống mức chậm nhất có thể. Chiến thuật này khiến cho hệ miễn dịch của chúng ta không thể nhận được bất kỳ một vấn đề gì cả, tạo điều kiện để virus tới hàng rào máu não. Đây là một lớp tế bào phủ các mạch máu trong não, có tác dụng ngăn chặn một số phần tử nhất định, bao gồm cả hệ miễn dịch xâm lăng vào hệ thần kinh. Tấm chắn này là nơi virus bệnh dại có thể phát triển mạnh mẽ trong khi vẫn có thể ẩn mình khỏi hệ miễn dịch. Trong quá trình sinh sản, virus bắt đầu gây rối loạn các protein có trong tế bào não, dẫn tới rối loạn chức năng thần kinh. Đây cũng là lúc các triệu chứng rõ rệt của bệnh bắt đầu xuất hiện. Sau khi đã đánh chiếm được hệ thần kinh trung ương, chúng sẽ hành quân ngược ra ngoài. Bên cạnh đó, một cánh quân khác sẽ di chuyển trực tiếp tới tuyến nước bọt để tìm cơ hội lây nhiễm tới các vật chủ mới. Dù sao thì cũng không phải tự nhiên người mắc bệnh dại luôn chảy rất nhiều nước bọt. Ngoài ra, một số những biểu hiện khác như sợ nước, khó nuốt cũng do virus dại gây ra nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xâm lăng mới. Cuối cùng thì lúc này, hệ miễn dịch của chúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của lũ xâm lược. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, mặc cho những nỗ lực truy đuổi trong tuyệt vọng của hệ miễn dịch, thì quân đoàn virus vẫn tiếp tục lan ra khắp cơ thể. Khoảng thời gian này cực kỳ ngắn, người bệnh chỉ có vài ngày kể từ khi phát bệnh cho tới lúc hôn mê và cuối cùng là tử vong, thường là do suy nội tạng. Tuy nhiên, việc bị cắn bởi một con chó có bệnh dại chưa phải là một án tử. Nếu như bệnh nhân được chữa trị kịp thời, cụ thể là được tiêm bởi những mũi tăng cường hệ miễn dịch, thì họ vẫn có cơ may sống sót. Khả năng sống sót phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng di chuyển của virus lên tới não. Vậy nên, vị trí cắn cực kỳ quan trọng trong việc cứu người. Nếu bị cắn ở chân, có khả năng sống sót sẽ cao hơn nhiều so với vết cắn ở cổ. Mặc dù vậy, việc sử dụng các loại thuốc sau khi bị cắn chỉ là lựa chọn mang tính tức thời, không phải cách hiệu quả nhất. Trong quá khứ, con người đã tìm kiếm hàng ngàn cách khác nhau để điều trị bệnh dại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, không có một phương thức nào hoàn toàn hiệu quả. Chỉ cho đến khi vaccine dại xuất hiện thì mọi thứ mới thay đổi. Như đã phân tích, nhân loại đã dành ra hàng thế kỷ để tìm ra nguồn gốc của bệnh dại. Đồng thời họ cũng dành ra ngần ấy thời gian chỉ để tìm cách chống lại căn bệnh này. Nếu bạn đang tự hỏi vaccine dại đang ở đâu, thì câu trả lời là cho đến tận năm 1870 mới có một loại vaccine dành cho người mắc bệnh đậu mùa. Loại vaccine này được Edward Jenner phổ biến vào năm 1796. Tuy nhiên, cho dù có thể coi đây là bước tiến lớn trong lịch sử ngành y học thế giới, nhưng bản thân Edward cũng thừa nhận là ông không biết hệ thống miễn dịch của con người đang hoạt động như thế nào. Thậm chí, mãi cho tới năm 1870, vẫn chưa có một ai thực sự đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực trên. Đây là lúc cái tên quen thuộc được xuất hiện, Louis Pasteur, một nhà sinh học, vi sinh học người Pháp đã xuất hiện, cùng với ý tưởng rằng mình có thể tìm ra vaccine cho một loại bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà tại sao ông ta lại có đủ tự tin để thực hiện ý tưởng có vẻ như là bất khả thi thế này? Tại thời điểm này, thì Pasteur đã là một nhà khoa học nổi tiếng với nhiều thành tựu vĩ đại, như việc tìm ra quá trình lên men, ngăn chặn dịch bệnh ở tầm và đồng thời là người bác bỏ ý tưởng về sản sinh tự phát. Gần như tất cả các thành tựu trên đều dẫn tới một ý tưởng, đó là nguyên căn của căn bệnh đến từ vi sinh vật. Đầu tiên, Pasteur không vội vã nghiên cứu bệnh dại mà lựa chọn bệnh tả gà làm đối tượng nghiên cứu. Vào một ngày hè nóng nực năm 1879, trợ lý phòng thí nghiệm Emily Ducklow đã tiêm một mẫu Pasteurella motocida, căn nguyên của bệnh tả gà, vào một lứa gà. Trời chiều thay, anh ta quên bén mất chúng và đi nghỉ mát một vài hôm. Khi quay trở lại phòng thí nghiệm, anh ta tiếp tục tiêm nó vào lứa gà đó. Kết quả là lũ gà này có một chút triệu chứng nhẹ của bệnh, nhưng sau đó lại bình phục một cách nhanh chóng. Nhận ra điều kỳ lạ, Pasteur và các đồng nghiệp đã tái hiện lại sự cố để tìm ra nguyên nhân vì sao đàn gà có thể tự khỏi bệnh một cách thần kỳ như vậy. Họ phát hiện ra rằng, trong khoảng thời gian không tới phòng thí nghiệm, các vi khuẩn được tiêm vào một cách vô tình trước đó đã bị suy yếu và lứa gà bị bỏ quên đã tự thích ứng với chúng. Nói cách khác, hệ miễn dịch của gà đã tự huấn luyện để nâng cao khả năng chống lại kẻ xâm nhập. Pasteur đồng thời cũng đã phát hiện ra rằng, sức nóng của mùa hè và việc phơi nhiễm không khí đã làm suy yếu các vi sinh vật này. Đây là một bước tiến đáng kể trong quá trình phát minh ra vaccine của ông. Từ đây, ông đã tìm ra một phương pháp tạo ra vaccine, đó là giảm động lực của virus. Cách hoạt động của vaccine này khá giống với sự cố đã xảy ra trong phòng thí nghiệm. Đầu tiên là hạn chế khả năng của vi khuẩn tới mức nhất định. Sau đó, đưa vi khuẩn vào trong cơ thể vật chủ. Lúc này,
hệ miễn dịch sẽ phát giác và bắt đầu quá trình sản sinh ra các kháng thể để tiêu diệt các virus gây bệnh. Kết quả cuối cùng đạt được là hệ miễn dịch sẽ có khả năng chống lại virus tương tự khi bị xâm nhập một cách tự nhiên. Sau khi thử nghiệm vaccine thành công trên bệnh than ở các loài gia súc, Pasteur định thử sức mục tiêu lớn hơn, đó là bệnh dại. Năm 1879, Perry Cartier đã chứng minh chó có thể lây truyền bệnh dại sang thỏ. Thỏ có thời gian phát bệnh nhanh hơn, điều này đã khiến cho động vật đáng yêu trở thành đối tượng thí nghiệm lý tưởng. Vậy là vào năm 1880, Pasteur đã mua một số con chó mắc bệnh dại để làm nguồn bệnh tự nhiên. Ông cố gắng tìm ra mầm bệnh và làm giảm độc lực của chúng. Tuy nhiên thì không may cho các nhà nghiên cứu, bởi vì virus nhỏ hơn vi khuẩn rất nhiều đã gây ra không ít trở ngại trong việc tìm ra nguồn lây thực thụ là gì. Vậy nên, thử thách đầu tiên sẽ là tìm ra cách để tạo ra nguồn bệnh hiệu quả hơn so với việc là cho chó cắn. Bởi vì đôi khi chó cắn không tạo ra bệnh dại, mà chó cắn chỉ gây ra nhiễm trùng mà thôi. Ngoài ra có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để các triệu chứng xuất hiện từ lúc chuyển bệnh cho đến khi virus xâm nhập vào hệ thống thần kinh não bộ của thỏ. Một trợ lý khác của Pasteur đã nhận ra rằng có thể vượt qua quá trình chậm chạp trên bằng cách tiêm thuốc mê cho thỏ, khoan một lỗ xuyên qua hộp sọ rồi tiêm trực tiếp mầm bệnh vào não chúng. Dựa trên cách này, họ đã rút ngắn thời gian ủ bệnh từ vài tuần xuống chỉ còn 8 ngày. Thử thách tiếp theo trong quá trình thử nghiệm đó là làm suy yếu virus. Mục tiêu ban đầu của Pasteur là tạo ra loại vaccine sử dụng sau khi bị phơi nhiễm bệnh dại. Ý tưởng ban đầu là vaccine giảm động lực sẽ được tiêm trước khi virus dại đi tới não, giúp nó tạo ra khả năng miễn dịch chống lại bệnh trong thời gian ngắn. Để đạt được mục tiêu trên, họ quyết định làm suy yếu virus bằng cách sử dụng dung dịch kali hydroxit làm khô não và tủy sống của thỏ. Hiệu quả sẽ thu được trong tối đa 14 ngày sau khi sấy khô. Cuối cùng, họ sẽ tạo ra một chủng virus đủ yếu để hệ miễn dịch thích nghi và cũng đủ nhanh để vượt qua thời gian phát bệnh của các virus dại tự nhiên. Do vậy, thí nghiệm trên mới chỉ thành công trên cơ thể động vật. Và rõ ràng Pasteur lo lắng hơn về việc thử nghiệm lên con người. Năm 1885, ông đã viết một lá thư bày tỏ rằng mình sẵn sàng thử nghiệm vaccine bệnh dại, dù cho đến cả bản thân ông cũng chưa thực sự tin tưởng cho lắm. Bất chấp điều đó, hành động này làm dấy lên tin đồn về vaccine dại, khiến cho nhiều nạn nhân bị chó cắn đã tình nguyện làm đối tượng thử nghiệm. Đối với những người này, việc nhiễm bệnh dại giống như án tử có thể ập tới bất cứ lúc nào. Do đó, họ sẵn sàng nắm lấy bất cứ tia hy vọng nào, cho dù nó có là nhỏ nhất. Giờ đây thì Pasteur biết rằng toàn bộ danh tiếng của mình phụ thuộc hoàn toàn vào lần thử đầu tiên. Trước công chúng, mặc dù ở thời điểm đó ông đã không công bố kết quả, nhưng ông đã có một vài ghi chép trong sổ cá nhân rằng đã có hai người tham gia thử nghiệm, một người thì đã qua đời, người còn lại thì đã sống sót. Nhưng có thể là bởi vì họ chưa thực sự tiếp xúc với bệnh dại, vậy nên để nói một cách công tâm nhất thì kết quả này không thực sự thuyết phục. Mặc dù ông đã rất cố gắng và chúng ta không phủ nhận điều đó. Trong nỗi tuyệt vọng với chính nỗ lực dành cho dự án của mình, dường như may mắn đã mỉm cười với Pasteur. Joseph Meister, một cậu bé 9 tuổi đã bị tấn công bởi một con chó và có khả năng cao mắc bệnh dại. Bác sĩ địa phương của cậu bé đã băng bó và làm sạch vết thương kịp thời. Nhưng như vậy là chưa đủ. Ngay lập tức vị bác sĩ này nhờ tới Pasteur và quyết định gửi cậu bé tới Paris. Thế nhưng, bản thân Pasteur không được phép tiêm phòng vì ông vốn không phải bác sĩ y khoa. Vì vậy, ông đã hợp tác với bác sĩ chuyên khoa bệnh dại là Alfred, cùng với một bác sĩ khoa nhi là Jacques, để tiêm phòng dại cho cậu bé. Trong vòng 10 ngày kể từ khi bắt đầu điều trị, nhóm nghiên cứu đã tiêm vaccine chiết xuất từ tủy sống của thỏ, có ít nhất 13 chủng virus bị làm suy yếu được đưa vào cơ thể của cậu bé. Thông thường, Pasteur sẽ cố gắng thu hút mọi ánh nhìn từ phía truyền thông để hỗ trợ cho việc xin cấp phép. Nhưng trong suốt 10 ngày đó, Pasteur đã im hơi lặng tiếng để phòng chuyện xấu có thể xảy ra. May mắn thay, hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì bất thường, cho dù con chó cắn cậu không hề mang bệnh dại. Nhưng rõ ràng thuốc đã có tác dụng, bởi vì Meister vẫn bình an vô sự sau khi được tiếp xúc với nhiều virus bệnh dại khác nhau. Cho tới 100 ngày sau khi tiêm mũi cuối cùng, Meister vẫn hoàn toàn bình thường. Dựa trên kết quả này, Pasteur đã viết một bài báo cáo trình bày chuyện của mình với Viện Hàn Lâm Khoa Học. Tuy nhiên, đi từ một lần thử nghiệm thành công cho tới việc bảo vệ toàn bộ hành tinh trước bệnh dại vẫn còn là một con đường rất dài. Nhưng chúng ta cũng không cần phải quan tâm quá nhiều từ vấn đề pháp lý hay mức độ uy tín của vaccine do Pasteur phát triển sau này. Vì dù sao ở thời điểm hiện tại, nó đã được công nhận, công trình của Pasteur có thể được coi là một trong những đóng góp lớn lao nhất trong nền y khoa thế giới. Về sau vào năm 1903,
Một nhà khoa học đã có công bố rằng căn nguyên bệnh dại là do một chủng virus gây nên. Qua nhiều năm, tri thức về virus dần dần được khai phá, giúp cho việc phát triển vaccine giảm động lực được đẩy nhanh hơn. Tới năm 1915, các nhà khoa học đã bắt đầu làm suy yếu virus bằng phenol, thay vì cho nó tiếp xúc với không khí. Ngoài ra, họ cũng đã ngừng việc sử dụng mô hình thần kinh của thỏ làm nguồn virus vào năm 1950. Tất nhiên là mọi người đều biết rồi, đến ngày nay, các bác sĩ vẫn đang cố gắng tìm ra loại vaccine hiệu quả hơn dành riêng cho bệnh dại. Điều này không có nghĩa là chúng ta phủ nhận công sức của Pasteur, bởi vì nếu không có ông, thì có lẽ nhân loại cũng chưa bao giờ có vaccine dành riêng cho căn bệnh này. Vậy thì đến nay, nhân loại đã an toàn chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa, bởi vì chúng ta còn có vô vàn mối lo khác đang tồn tại ngoài kia, và bệnh dại chỉ là một trong số đó mà thôi. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm đó là chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các mối nguy trong tương lai, đặc biệt là các mối nguy đến từ căn bệnh lạ. Cụ thể là trong 4 năm vừa qua, chúng ta được chứng kiến dịch Covid-19 hoành hành. Hãy luôn chuẩn bị cho mình hành trang và tâm lý vững chắc trước mọi tình huống xấu. Nếu như các bạn thích nội dung này, hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh Thế Giới Cổ Đại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.